The Last Spear là tựa game hành động màn hình ngang không chỉ hấp dẫn bởi lối chơi màn hình ngang, mà bạn còn được tham gia vào cuộc hành trình phiêu lưu bất tận. Game có đồ họa 2D quen thuộc kết hợp cùng lối chơi màn hình ngang truyền thống, mà là trải nghiệm hấp dẫn không lẫn vào đâu được. Hiệu ứng hình ảnh và chiến đấu đẹp mắt và còn được liên tục cập nhật để game thủ luôn có những giờ phút giải trí thư giãn nhất. Người chơi sẽ chiêu mộ lính ra trận liên tục để bảo vệ lãnh thổ trước các thế lực hùng mạnh muốn chiếm lấy trái đất và thời kỳ hậu tận thế. Mỗi đợt quái bạn tiêu diệt được sẽ là chiến công để ghi dấu công sức và giúp bạn được nhiều người ngưỡng mộ như là một vị anh hùng trẻ tuổi của nhân loại. Không đơn thuần chỉ là những hoạt động phòng thủ, người chơi còn phải xây dựng hàng phòng thủ của mình bằng những tài nguyên thu nhặt được từ trên đường để tạo nên các công trình quan trọng. Bên cạnh đó, người chơi sẽ gặp gỡ và chiêu mộ thêm các chiến binh từ khắp nơi về khu trú ẩn để làm mạnh mẽ thêm lực lượng phòng thủ của mình. Điều quan trọng nhất chính là bạn phải liên tục tìm nhiên liệu để giữ cho máy phát điện chạy liên tục. Nếu chẳng may của máy này ngừng hoạt động, thì căn cứ của bạn sẽ chìm trong bóng tối và bị thế lực bóng tối chiếm lấy chỉ trong nháy mắt. Nhìn chung với gameplay vui nhộn thích hợp để giải trí mọi lúc mọi nơi mà không cần cày cuốc nhiều, bạn sẽ có thể vừa chơi game vừa làm việc khác mà không phải lo lắng về các hoạt động đang diễn ra trong game.